đời mà. Này rõ ràng. Nhanh chóng chia sẻ livestream cho Hải nha. Ngày hôm nay Hải sẽ tặng đầm cho mọi người với giá 0.000 đồng ở đầu livestream nha. Đó là chị nào muốn săn hàng đẹp đó thì xin chào hàng rẻ với giá là bao nhiêu tiền ạ? À? Với giá là họ 0.000 đồng. Nhanh chóng ở trong livestream cùng Hải chia sẻ livestream cho Hải nhiệt tình và những hội nhóm như Hải ha. Các em đi với chị subscribe. Không nhớ được cái giá. Hello, chào mọi người, chia sẻ livestream với Hải nha. Nói nãy giờ không quên. Chào, chào Chân Chân em nha, chào mọi người. Rồi chia sẻ livestream cho Hải mọi người ha. Chia sẻ đông đông người xem xíu nè. Chương trình ưu đãi chuẩn bị vô cho mọi người với giá 0.000 đồng nha. Hello, Thúy Thụy Hằng Bùi nha. Chào mọi người nhớ kết bạn Facebook phía cao thì Hải ha. Rồi, xin chào Nguyễn Ngọc Thiện nè, chào em nha em yêu. Chào mọi người. Chào Đỗ Quyên, chào tất cả tình yêu. Mọi người chia sẻ livestream tặng 0.000 đồng với Trân Trân ơi. Chị tặng á em ơi, chị tặng 0.000 đồng á. Em chia sẻ livestream cho chị nha. Hello, xin chào Đỗ Quyên em ơi. Hello, xin mời bạn nha. Chào hello, mọi người nha. Chào mọi người, mọi người chia sẻ livestream cho Hải nha mọi người nha. Có chia sẻ là có ưu đãi, có chia sẻ là có khuyến mãi cho mọi người luôn. Chỉ với giá là họ bao nhiêu tiền ạ? 0.000 đồng thôi. Đầu like sẽ tặng 0.000 đồng cho chị nào có chia sẻ livestream nhiệt tình và những hội nhóm. Và vào like đặt hàng nhanh tay đúng cú pháp á mọi người ơi. Nên là chị nào đang ở trong livestream này của Hải nè thì chia sẻ livestream cho Hải trước đi. Cứ chia sẻ livestream nhiệt tình và những hội nhóm trước nha. Rồi xong rồi vào đây comment cho Hải biết là đã chia sẻ livestream để Hải bắt đầu đọc cú pháp ra cả nhà. Sẽ mua hàng của Hải được với giá là 0.000 đồng, nhanh chóng giùm Hải mọi người nha. Tại vì chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi này chỉ có xảy ra trong livestream này thôi. Bình thường là bán cho mọi người với giá là 49.000, 69.000 nhưng mà ở đầu livestream ngày hôm nay không bán với những cái giá đó. Ở đầu livestream ngày hôm nay bán cho mọi người với giá là 0.000 đồng luôn. Cho chị nào có chia sẻ livestream là sẽ bán với giá 0.000 đồng. Nên nhanh chóng chia sẻ livestream nhiệt tình và những hội nhóm cho Hải để Hải có chương trình ưu đãi, để Hải có chương trình khuyến mãi cho mọi người nha. Chị nào mà đang trong livestream nè thì nhanh chóng comment cho Hải thấy đi ạ. À. Nhanh chóng comment cho Hải thấy nha. Chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm để có chương trình ưu đãi, để có chương trình khuyến mãi cho mọi người ạ. À. Chị nào không chia sẻ livestream không sale mọi người nha. Không chia sẻ livestream không sale nha. Nên chế nào đang trong livestream thì Hải nhanh chóng comment cho Hải thấy nè. Nhanh chóng tương tác với Hải nha. Hải mới thấy có 13 lượt chia sẻ thôi. Rất là ít nè. Chào chuột nha chuột ơi. Chào mọi người đang xem livestream. Mọi người ơi nhanh chóng đẩy mạnh cái lượt chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm cho Hải đi ạ. À, để có chương trình ưu đãi, để có chương trình khuyến mãi cho mọi người nha. Chế nào mà không chia sẻ livestream là không bán cho mình với giá là 0.000 đồng đâu ạ. À. Nên chế nào đang trong livestream thì comment cho Hải biết là mọi người đang ở trong livestream nào rồi đi ra ngoài chia sẻ livestream đi ạ. À. Tại vì mỗi cái đầm ngày hôm nay chỉ tặng cho mọi người với giá 0.000 đồng thôi. Nên chế nào đang trong livestream nào muốn được sở hữu những cái đầm này với giá 0.000 đồng thì nhanh chóng giùm Hải. Đồ bên Hải 53 cái đồ xuống mặt đẹp, vòng eo 73 mặc xinh giùm em. Chia sẻ livestream là sẽ được mua đầm với giá 19.000 mọi người nha. Nhanh chóng giùm Hải mọi người ha. Rồi, đầu like nè, lên cho mọi người cái đầm đầu tiên mọi người nha. Rồi, đầu like lên cho mọi người cái đầm đầu tiên, một cái đầm tiểu thơ công chúa tay dài mọi người ha. Chất liệu của nó là ren nè. Ren mà có kim tuyến rất là đẹp nha mọi người nha. Đó, ngoài sau có dây kéo cho mọi người luôn. Đó, cái đầm này em cao 1m65, em mặc ngang bắp chân mọi người nha. Rồi, chế nào đang trong livestream của Hải thì phải chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm cho Hải nha. Đầm này tặng cho mọi người với giá 0.000 đồng luôn. Chế nào thích cái đầm này của em thì nhanh chóng chia sẻ livestream cho em. Rồi, cái đầm thứ hai em lên cho mình là một cái đầm chất liệu của nó là von mọi người nha. Rồi, cột nơ cho mọi người nè. Mày con gái, con trai, cột nơ kìa mày. Cột nơ cho mọi người nha, rất là đẹp nè. Tay của nó là tay nhúng mọi người nha. Rồi ngoài sau có khóa kéo cho mọi người luôn. Em tặng cho chị nào có chia sẻ livestream cho em. Nên ai đang trong livestream này của em muốn được sở hữu những cái đầm này với giá 0.000 đồng thì nhanh chóng giùm em. Chỉ bán cho chị nào có chia sẻ livestream thôi. Chế nào không chia sẻ livestream không bán không tặng mọi người nha. Rồi tất cả các tình yêu ơi, ai đang ở trong livestream nè mà
em đã đọc tên của mình rồi á thì ok, em đã thấy được mình ha, mình ra mình chia sẻ nhiệt tình hơn. Chị nào comment em không có đọc được tên của mình thì coi như là đơn hàng của mình bị ẩn, ráng chịu mọi người ha, tại vì á em sợ cái lượt tương tác của mọi người nha. Rồi, xin chào Thùy Linh nha, xin chào Trân Trân, cảm ơn Trân Trân đã chia sẻ livestream nè. Rồi, tất cả các tình yêu ơi, ai đang ở trong livestream đồng loạt thả tim comment cho em thấy đi ạ. Tại vì đồ em chỉ có sale cho mình với giá là 0.000 đồng thôi. Mà chế nào đang trong livestream mà không có chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm là không tặng cho mình với giá 0.000 đồng được ạ. Nên nhanh chóng giùm em chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm cho em, để em có chương trình ưu đãi, để em có chương trình khuyến mãi cho mọi người nha. Rồi, xin chào chị Thị Thúy Hằng Bùi mọi người ha. Rồi mọi người ơi, nhanh chóng giùm em chương trình ưu đãi này á. Chương trình ưu đãi này chỉ có trong livestream ngày hôm nay thôi. Nên chế nào mà đang trong livestream này của em nè, mà chia sẻ livestream này á thì nhanh chóng giùm em mọi người ơi, chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm để có chương trình ưu đãi, để có chương trình khuyến mãi cho mọi người nha. Đầm chỉ xem cho chế nào có chia sẻ livestream thôi. Và hiện tại em thấy cũng gần 600 chị xem rồi nè. Mọi người ơi, mọi người còn trong livestream không ạ? Mọi người ơi, mọi người comment cho em biết được không ạ? Chỉ bán đầm cho chế nào có chia sẻ livestream thôi. Và gần 600 chị xem này thì nhanh chóng comment cho em thấy mọi người đang ở trong livestream của em được không ạ? Đầm chỉ xem cho chế nào có ở trong livestream mua đầm cho em với giá là bao nhiêu tiền ạ? 0.000 đồng nha mọi người nha, nhanh chóng giùm em. Rồi, cái đầm đầu tiên này là một cái đầm màu đen 53kg xuống mặt đẹp, vòng eo 73 mặt xinh, chất liệu của nó là von, ngoài sau có khóa kéo cho mọi người nha. Đó, ngoài sau có khóa kéo hạt dưa cho mọi người luôn. Màu đen mọi người nha, ở dưới nó xòe, ở trên nó ôm nè ha. Đầm này sale cho mọi người với giá 0.000 đồng. Chị nào đặt hàng cái đầm này thì nhanh chóng soạn giùm em với cú pháp là mã số cái đầm này nhiêu em? 382, khoảng trống số điện thoại, địa chỉ. Hãy nhanh chóng để lại cho em là mã số, số điện thoại, địa chỉ nhanh chóng giùm em. 382, số điện thoại, địa chỉ. 53 cái được xuống mặt đẹp, vòng eo 73 mặt xinh giùm em. Chất liệu của nó là chất liệu cát hàng mọi người nha, à, chất liệu von nha mọi người nha. Chia sẻ livestream nhiệt tình dục chút xíu đi là có chương trình ưu đãi nha. 382, số điện thoại, địa chỉ cho em. Và em chỉ bán cho chế nào có chia sẻ livestream thôi. Chế nào mà không chia sẻ livestream em không xem, không ưu đãi, ráng chịu mọi người nha. Nhanh chóng giùm em, 382 là bộ người mẫu đang mặc nè, 0.000 đồng cho mọi người luôn á. Nhanh chóng chia sẻ livestream cho em được không ạ? Rồi, em cảm ơn chị Thùy Linh đã chia sẻ ha. Cảm ơn chị Sư Nguyễn đã chia sẻ nha. Đầm bên em bây giờ đầu livestream thì em sẽ bán 0.000 đồng cho những chị nào chia sẻ livestream thôi ha. Nhanh tay chia sẻ livestream cho em đi mọi người ơi. Rồi, chị nào đầm mã khẩu em đang mặc thì lại cho em mã A382 kèm theo số điện thoại, địa chỉ đã chia sẻ ha. 0.000 đồng cho 5 chị đầu tiên thôi ha. Ok, chị Sư Nguyễn nha. 382 cho Sư Nguyễn nè ha. Rồi, bên em ship từ 3 bộ trở lên mọi người nha. Đầm em đang mặc để tặng cho mọi người với giá 0.000 đồng luôn ha. 0.000 đồng mọi người nha. Rồi, chế nào đang trong livestream thì nhanh tay lên giùm em mọi người nha. Rồi, em lên cho mọi người một cái set bộ nè. Một set bộ mọi người nha. Đây, áo của nó đây ạ. Áo của nó là dạng áo crop top 53kg xuống mặt đẹp màu xanh rêu mọi người nha. Màu xanh rêu nè. 53kg xuống mặt đẹp, vòng eo 73 mặt xinh giùm em. Chất liệu là cát hàng mọi người nha. Tay là tay vạt nè. Áo này dạng như áo cánh dơi mà crop top với mọi người ơi. Rồi, bên dưới có cho mình luôn cái chân váy mọi người nha. Và lưu ý giùm em rằng những chị nào mua hàng của bên em phải chia sẻ cho em vào 10 hội nhóm. Chia sẻ không đủ vào 10 hội nhóm không sale với giá 0.000 đồng ạ. Rồi, để cho chị mã số điện thoại, địa chỉ đi Thiện ơi. Kiểm tra chị Sương Nguyễn coi đã chia sẻ vào đầy đủ 10 hội nhóm cho em. Chia sẻ livestream mới bán cho mình với giá là 0.000 đồng mọi người nha. Chia sẻ livestream mới bán cho mình với giá 0.000 đồng nha. Rồi, đó là cái áo của nó. Rồi, bên dưới chân váy nè mọi người ơi. Chân váy rất là đẹp mọi người nha. Đó, chân váy nè, 53 cái đổ số mặt đẹp, vòng eo 73 mặt xinh giùm em. 0.000 đồng mọi người nha. 0.000 đồng cho chế nào có chia sẻ livestream cho em. Nên ai đang trong livestream này của em nè, muốn được sở hữu đồ đẹp, đồ xinh, đồ sang, đồ rẻ thì nhanh chóng chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm cho em. Mã số, số điện thoại, địa chỉ mà người đặt hàng mà không có như vậy thì em sẽ không sale cho mình mọi người nha. Nhanh chóng giùm em. Ken em chị. À, số điện thoại, địa chỉ nhanh chóng giùm em mọi người nha. Rồi, hồi nãy chị Sương Nguyễn chia sẻ đầy đủ vào 10 hội nhóm cho em. Chị Sương Nguyễn không được mua bộ đồ hồi nãy với giá là 0.000 đồng, hủy kết quả mini game của chị Sương Nguyễn nha. Mọi người phải chia sẻ đầy đủ vào 10 hội nhóm cho em tặng sẵn sàng cho mình với giá 0.000 đồng. Rồi, ok mọi người nè, đây là chất liệu cát hàng 53 cái đồ xuống mặt đẹp. Đây là một cái chân váy hình chữ A, ngoài sau có khóa kéo nè. Kèm cho mình luôn một cái áo có top ngay giữa cổ của nó là có một cái hoa mọi người, một cái trang nha mọi người nha. Chị nào đặt hàng bộ đồ này cho em ngay mã số là A 3
0999 số điện thoại, địa chỉ và kèm phải chia sẻ cho em 10 hội nhóm với giá 0.000 đồng cho mọi người. A399 số điện thoại, địa chỉ cho em mọi người nha. A399 số điện thoại, địa chỉ cho em. Chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi với giá 0.000 đồng cho mọi người. Chế nào đang trong livestream mà đặt hàng không nhanh tay, không đúng cú pháp, không sale cho mình mọi người nha. Chia sẻ livestream nhiệt tình và những hội nhóm cho em. À chị Sư Nguyễn ơi, hệ thống anh em kiểm tra mình chia sẻ không đủ 10 lần không tặng mọi người nha. À mình phải chia sẻ vào những hội nhóm và trang cá nhân và tag bạn bè vào đây mua hàng cho em với giá 0.000 đồng, em tặng 0.000 đồng ha. Bộ đồ cấp tốc đó hả? Là có mã số là bao nhiêu ạ? A399 số điện thoại, địa chỉ, chia sẻ cho em 10 hội nhóm đi là ưu đãi cho mình ạ. À. Rồi lên cho mọi người một cái đầm sơ mi mọi người nha. 53 ký đổ xuống mặt đẹp, vòng eo 73 mặt xinh giùm em. Chất liệu của cái đầm sơ mi là chất liệu cát hàng. Rồi tay là tay lửng nè. Đó, sơ mi ở dưới ôm mồi nhẹ nhẹ nha, dạng như là sao ta? Nói chung là rất là đẹp mà 0.000 đồng thôi, chia sẻ 10 hội nhóm cho em. Ngoài sau không có quá kém nhưng mà có dây cột nơ cho mình luôn ha. Rồi 53 cái đồ xuống mặt đẹp, đồ là đồ mới mới chế yên tâm. Phải chia sẻ đầy đủ 10 hội nhóm thì sẽ được mua cho em với giá 0.000 đồng. Mã số là A398. Số điện thoại, địa chỉ cho em, nhanh tay giùm em. Đầm chị mặc đẹp quá bao nhiêu 0.000 đồng luôn em ơi, nhưng mà xíu nữa chị mới bán em ha. Rồi nhanh tay giùm em mọi người, 0.000 đồng. Chị nào có chia sẻ đầy đủ 10 hội nhóm đi sẽ tặng cho mình với giá 0.000 đồng. Trong thời gian em đang giao lưu cùng mọi người như thế này, đừng bỏ qua một cơ hội nào. Ngày hôm nay em tặng 0.000 đồng cho tất cả các chị yêu luôn, nhưng mọi người phải chia sẻ livestream cho em. Chị nào chấp nhận chia sẻ livestream thì sẽ có. Chị Thảo My có chia sẻ livestream chị Thảo My có chia sẻ livestream chưa ạ? Kiểm tra giùm chị Thảo My có chia sẻ livestream chưa em ơi? Thảo My có Facebook Thảo My nè. Có Facebook hình như cái avatar đầm màu trắng nè, Thảo My có chia sẻ chưa? Thảo My mới chia sẻ có một lần thôi, không bán cho Thảo My được ha. Chị Thảo My chia sẻ mới có một lần thôi, A398 không bán cho Thảo My được. Thảo My comment rất đúng cú pháp nhưng mà chia sẻ mới có một lần thôi. Thảo My chia sẻ nhiệt tình hơn giùm em đi Thảo My ơi. Chị nào có chia sẻ nhiệt tình hơn sẽ bán cho mình với giá là 0.000 đồng mọi người nha. Chia sẻ livestream cho em mọi người ha. Rồi, nhanh chóng giùm em. Những cái đầm này là những đầm mới, những đầm đẹp, những đầm sang chảnh không à. Nhanh chóng chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm cho em. Chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi cho mọi người nha. Sư Nguyễn, chị ơi, mời kiểm tra hệ thống của em mới có 3 lần thôi chị ạ. Mới có 3 lần thôi. Mọi người chia sẻ, mọi người nhớ để vào chế độ công khai cho em nha. Chị Thùy Linh à, có chia sẻ cho em có avatar là em bé nè. Đi nói chị. Chị Thùy Linh có chia sẻ chưa ạ? Chị Thùy Linh nè, có avatar là em bé nè, 0.000 đồng mọi người nha. Thùy Linh hả? Thùy Linh đúng không? Ok, bán cho Thùy Linh với giá 0.000 đồng. Chị Thùy Linh nè, ở Toàn Hương, Trà Huế nè. A398 cho Thùy Linh ha. Ok, Thùy Linh luôn. Rồi, tất cả các tình yêu ơi, chia sẻ livestream đi. Chị Thùy Linh ơi, ok, em bán cho chị nha. Rồi, em lên cho mình một cái đầm rất là đẹp, giống cái đầm em đang mặc luôn ha. Giống cái đầm em đang mặc màu nâu mọi người nha. Chất liệu là von lụa mọi người nha. Đầm có cổ nè, tay là tay nhúng ngay eo nè ha. Chất liệu rất là đẹp, màu nâu. Eo là có nhúng eo cho mọi người luôn nha. Nhúng eo cho mọi người, đầm form dài cho em luôn. Rồi, chị nào có chia sẻ livestream đầy đủ 10 hội nhóm tặng cho mình với giá 0.000 đồng luôn. Đẹp lắm mọi người ơi. Đó, đẹp lắm nha. 53kg đổ xuống mặt đẹp, vòng eo 73 mặt xinh giùm em. Đầm em đang có bán với giá 0.000 đồng mới chết, nhưng mà xíu nữa mới bán ha. Rồi, cái đầm màu nâu này có mã số cho mình á là A396, số điện thoại, địa chỉ, đúng rồi, chia sẻ vào hội nhóm nè, rồi trang cá nhân nữa nè. Và cái trang cá nhân có cũng được, không có cũng không sao, nhưng mà phải chia sẻ đầy đủ vào 10 hội nhóm mới bán với giá 0.000 đồng nha. Rồi, A396, cái đầm này mặc đi chơi đi biển rất là đẹp luôn. Mọi người chia sẻ livestream cho em đi. Chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi sale 0.000 đồng cho mọi người nào chia sẻ đầy đủ 10 hội nhóm cho em ạ. Có chia sẻ có bán nha mọi người, không chia sẻ không bán cho mọi người với giá 0.000 đồng đâu. Nhanh chóng giùm em, chương trình ưu đãi này chỉ xảy ra trong livestream ngày hôm nay nha. Ok Thảo My, chị có Thảo My em chia sẻ mới có một lần này em ơi, không có bán cho em được. Em phải chia sẻ đầy đủ vào 10 hội nhóm nha. A396 hả? Chị Trần Thị Thúy Loan có chia sẻ livestream cho em đầy đủ 10 hội nhóm không? Kiểm tra giùm chị cái nè. Ôi cái đầm này đẹp nè Quỳnh. Rồi, chị coi coi Trần Thị Thúy Loan có chia sẻ đầy đủ 10 hội nhóm chưa ạ?
Chị này ở Bình Dương nè, Thủ Dầu Một Bình Dương nè, coi có chia sẻ đầy đủ 10 hội nhóm không? Rồi, đầm mặt 0.000 đồng mọi người ạ. À, cái đầm này rất là đẹp. A396 chị Trần Thị Thúy Lan có chia sẻ không? Chị Trần Thị Thúy Lan mới chia sẻ hai hội nhóm, không bán cho mình với giá 0.000 đồng nha chị nha. Chị Thủy Tiên nè, A396 ở Tây Ninh có chia sẻ livestream vào đầy đủ qua hội nhóm, 10 hội nhóm không em? Mọi người ơi, ngày hôm nay em tặng 0.000 đồng nên em phải kiểm tra kỹ càng như vậy. Mấy chế mà bỏ đi ra ngoài cái livestream này của em rất là đáng tiếc. Em tặng với giá 0.000 đồng mọi người còn khỏi phải lo lắng nha. Thủy Tiên nè, có chia sẻ không em? Chị Thủy Tiên này ở Tây hả? Chị Thủy Tiên mới chia sẻ có 8 hồi nhóm thôi, không được tặng luôn. Bảo Huy A396 rất là đẹp. Bảo Huy có chia sẻ không ạ? Bảo Huy hả? Ừ. Ở Bình Dương luôn, Thuận An Bình Dương vậy nè. Thu đầm đen mặt 0.000 đồng. Xíu nữa em bán cho, em đang bán những cái đầm khác. Những cái đầm này mặc lên thì rất là đẹp, nhưng mà cầm trên tay nhìn nó không lên form á. Mọi người đặt hàng không có được như vậy đâu ạ. Mọi người đặt hàng, mọi người nhìn giùm tất cả mọi người còn lại giùm em á. Mình mới vào livestream thì mình nhìn tất cả các chị còn lại giùm em. Bảo Huy không có chia sẻ, không bán luôn nha. Rồi chị. Ok. Chị xem lại, em chia sẻ nhiều lắm rồi mà sao nói vô được như vậy à. Thảo My ơi, tại vì không được với em chia sẻ với chế độ công khai giùm chị đi em. Ok, bây giờ là mua đầm với giá 0.000 đồng hơi khó khăn cho mọi người đúng không? Bây giờ cái lúc nãy là Thảo My chưa chia sẻ, bây giờ mới thấy em chia sẻ em ơi. Rồi bây giờ em bán lại cái đầm này với giá là 49.000 nha. 49.000 cho dễ nha. 49.000 là có chia sẻ là có bán mọi người ha, khỏi không phải là chia sẻ đầy đủ 10 hội nhóm ha. Đầm này 53kg đôi xuống mặt đẹp, vòng eo 73 giùm em, chất liệu là form nha. A396, số điện thoại, địa chỉ. Chia sẻ không phê duyệt chị thôi. Bây giờ A396 chế nào mua với giá là 49.000 thì đặt hàng cho em. A396, số điện thoại, địa chỉ, kèm chữ đã, chia sẻ livestream. Em chốt ngay trên livestream của mình luôn. Nhanh chóng giùm em đi chứ. Đồ này đồ đẹp lắm, đồ 49k đẹp nha. Tại vì em thấy 0.000 đồng phải bắt chị mọi người chia sẻ 10 hội nhóm, mọi người chia sẻ không đủ không bán rất là đáng tiếc. Mà đã mất công đặt hàng nhanh tay rồi. Chị nào mua A396 với giá 49.000 nữa đặt hàng nhanh tay cho em. Chia sẻ livestream cho em sẽ được đặt hàng. Chị nào đặt hàng thì cho em ngay là ok Bảo Huy A396 49k cho Bảo Huy luôn nha. Rồi ok, lên cho mọi người một cái đầm rất là đẹp. Đầm này là cột ngực đằng trước nè, đen dây chéo đằng trước, cổ yếm nha mọi người nha. Có mất ngực không? Không có mất ngực nhưng mà lên form rất là đẹp. Rồi ngoài sau có dây kéo cho mọi người luôn. Đó, một cái đầm body màu đen cho mọi người nha. Đầm này em sale 49k luôn. Có mã số cho mọi người là A381, số điện thoại, địa chỉ. A381, số điện thoại, địa chỉ, 49k. Thì rồi em A381, số điện thoại, địa chỉ. Ok, lên cho mọi người một cái zoom rất là đẹp, cực kỳ sexy luôn. Rồi, cái zoom này của em là hở 53kg đổ xuống mặt đẹp, vòng eo 73 giùm em. Một cái zoom rất là sang trọng cho mọi người nè. Đỏ ren cho mọi người bên dưới, ở dưới chất liệu là vôn. Ok, Thảo My A381 cho em luôn ha. Rồi, ở ngoài sau có dây kéo cho mọi người, 53kg đổ xuống mặt đẹp, vòng eo 73, mặc xinh giùm em, 49k. Có mã số là A390, số điện thoại, địa chỉ. Mọi người phải chia sẻ livestream nha. Không chia sẻ livestream em không bán đâu mọi người ạ. Tại vì đồ này là đồ mới hết luôn. Đồ này là đồ em đã bị bom một lần rồi. Nên là em mới là xả hàng cho mấy chế vào dịp cuối năm như thế này. Mấy chế đặt hàng là phải có chia sẻ livestream cho em. Chia sẻ livestream cho em đi, đừng ngại ngùng gì hết, đừng chờ đợi gì hết. Chương trình ưu đãi chỉ chờ đợi mấy chế thôi đó. Lên cho mấy chế một cái đầm siêu đẹp nha, một cái đầm body rất là đẹp mọi người nha.
Rồi đây, một cái đầm ở trên là cổ ngọc trai nè, bên dưới chất liệu là ren nè. Rồi nha, bên dưới chất liệu là ren body mọi người nha. Đắp chéo ngang ngang dưới chân cho em luôn, ngoài sau có khóa kéo cho mọi người luôn. Đầm này 53kg đổ xuống, mặt đẹp, mặt sang cho em. Vòng eo dưới 73, mặt xinh cho em nha. Chế nào đặt hàng cái đầm này cho em nghe em, mã số là A397, số điện thoại địa chỉ 53kg đổ xuống, mặt đẹp, vòng eo 73 giùm em. Chất liệu là các hàng mịn nè mọi người ơi. A397, số điện thoại địa chỉ A397, số điện thoại địa chỉ cho em. Nhanh tay chương trình ưu đãi mọi người nha. A397 nhanh tay cho em nha. Đặt hàng thì nhanh tay đúng cú pháp đi mọi người ơi, nghe rõ em đọc nha. Rồi lên cho mọi người một cái set bộ mọi người nha. 53kg đổ xuống, mặt đẹp, vòng eo dưới 73, mặt xinh giùm em. Mọi người có chia sẻ là có sale. Set bộ này ở bên ngoài chất liệu của nó là các hàng, ở bên trong chất liệu là thun cô tông rất là đẹp nè. Đó. Và người mẫu cao mét 65 nha mọi người nha, mặt ngang bắp chân luôn. Chị nào đặt hàng của người mẫu đang mặc cho em nghe mã số là A395, số điện thoại địa chỉ cho em. A395, số điện thoại địa chỉ. Chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi chỉ trong livestream ngày hôm nay 49k cho mọi người ạ. Nhanh chóng giùm em A395, số điện thoại địa chỉ cho em mọi người ha. Chị nào đặt hàng thì nhanh tay đi, chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi cho mọi người. Lên cho mọi người một cái zoom maxi mọi người nha. Chất liệu là chất liệu đây nhúng như thế này cho mọi người, rất là đẹp nè. Đó, vẹt vai cho mọi người, đồ mới hoàn toàn luôn. Đó, maxi nha, em cao mét 65, mặt ngang bắp chân, mấy chế yên tâm giùm em nha. Màu đỏ nha mọi người nha, màu đỏ mộng mọi người nha. A391, số điện thoại, địa chỉ cho em. A391, số điện thoại, địa chỉ cho em. Chương trình ưu đãi chỉ có trong livestream ngày hôm nay thôi, nên chế nào đang trong livestream này của em thì đặt hàng nhanh tay đúng cú pháp để có chương trình ưu đãi. Mọi người phải chia sẻ livestream thì em mới bán cho mình nha mọi người nha. Mọi người không chia sẻ livestream em không bán đâu ạ. Nên nhanh chóng giùm em, chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mại chỉ có trong livestream ngày hôm nay thôi. Chị Dung coi chị đặt hàng như thế nào đi chị, em đâu có thấy mã số của mình đâu. Mọi người đặt hàng thì mọi người cho em mã số, số điện thoại, địa chỉ. Em có rất là nhiều mã số mà mấy chế. Ok, chị sao em hết rồi chị ơi. Em hết rồi mấy chế, mỗi bộ đồ em còn có một cái duy nhất thôi. Hàng là hàng bom nên là càng còn có một cái, hai cái duy nhất thôi. Duy nhất trong livestream ngày hôm nay luôn á. Nên chế nào đang trong livestream thì nhanh tay giùm em qua mẫu đi. Đây mọi người ơi, lên cho mọi người một cái đầm body, bên trong có mút ngực nè. Chất liệu của nó nè mọi người ơi, đây ngọc trai đi cho mọi người nha. Đó, đây nè, ngọc trai cho mọi người rất là đẹp nha. 53 cái đuôi xuống, mặt đẹp, vòng eo 73, mặt xinh giùm em. Đồ em đang mặc có bán mấy chứ. Chị Nông Thương không có địa chỉ, không sale. Chị nào đặt hàng thì cho em mã số, số điện thoại, địa chỉ đi. Để em gọi điện thoại em chốt hàng cho mình cho dễ. Đây ngọc trai nè ha, lệch vai như thế này nha, rất là đẹp mọi người nha. Chia sẻ livestream cho em. Nè, ngay cái eo của nó nè ha, có đi cho mình luôn một hàng ngọc trai nè, ở dưới đắp chéo nha. Đầm này của em có mã số là A386, số điện thoại địa chỉ cho em. A386, số điện thoại địa chỉ cho em. Đồ 49k thôi. Nhanh chóng chia sẻ livestream cho em, chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi cho mọi người nha. Rồi nhanh chóng đặt hàng cho em. Chị Trang Nguyên em nói chị lại một lần nữa nè. Đồ của em đang mặc cái bộ A396 đó hết hàng rồi. A386 cho Lily hả? A386 mình có không em ơi? A386 là bộ nào vậy em? A386 cho Lily nha. Rồi chị nào đặt hàng thì nhanh tay. Đồ 49k, đồ 49k. Chị nào đang trong livestream thì đặt hàng nhanh tay đúng cú pháp cho em. Đây lên cho mọi người một cái quần giả váy rất là đẹp, màu hồng, 53kg đổ xuống, mặt xinh, vòng eo 73, mặt đẹp cho em. Rồi, và kèm cho mọi người luôn là một cái áo cổ như thế này nha mọi người nha. Kèm cho mọi người luôn một cái áo sát nách và có cổ trụ như thế này, có nơ nha mọi người nha. Dạ, xích, hả? Set bộ này 53kg đôi xuống, mặt đẹp, vòng eo 73, mặt xinh giùm em. Set bộ này của em có giá cho mình 49k. Chất liệu các hàng A388, số điện thoại địa chỉ cho em đi. 49k hết. Đặt hàng thì nhanh tay đúng cú pháp. Đồ em đang mặc thì xíu nữa em sale sau. Chị nào muốn mua đồ em đang mặc thì ở trong livestream đi. À lưu ý em rằng em sale cho chế nào có chia sẻ livestream nha. Muốn mua đầm em mặc thì ở trong livestream cho em, đừng đi đâu hết á. Đồ em đang mặc, em xe cho mình mà.
Tại vì mỗi bộ đồ ngày hôm nay em còn có một cái duy nhất à. Đặt hàng thì nhanh tay để cho em là mã số nè, màu sắc nè, số điện thoại, địa chỉ. Lên cho mình một cái zoom màu đen. Màu đen chất liệu là ren, ở dưới chất liệu là Louboutin. Mà có rất là đẹp, mà sau có khóa kéo cho mọi người 53 cái đu xuống mặt đẹp, còn mail 73 mặt xinh giùm em. A378 số điện thoại, địa chỉ. A378 số điện thoại, địa chỉ. Đồ là tất cả luôn là 53 cái đu xuống mặt đẹp, còn mail 73 mặt xinh giùm em. Chế nào đang trong livestream thì chia sẻ livestream đi để được chương trình ưu đãi, để được chương trình khuyến mãi cho mọi người. A388 cho Tiền Nguyễn nha. Kiểm tra Tiền Nguyễn có chia sẻ livestream cho em. Ừ rồi. Mọi người ơi, em bán hàng có 49k. Đây lên cho mọi người cái đầm công chúa rất là đẹp. 53 cái đu xuống mặt đẹp, phòng eo 73 mặt xinh giùm em. Đây, ở trên là chất liệu là ren nè cho mọi người nè nha. Có hoa cho mọi người luôn. Bên dưới chất liệu là lưới xè ra như thế này, kèm luôn cái dây cột eo nha. Đó, rất là đẹp nè. Rồi, cái đầm này của em màu đen mọi người nha. Có mã số là A383, số điện thoại, địa chỉ với giá 49k. Đồ em qua mẫu rồi mới chế đừng có đặt được mà. Đồ em qua mẫu rồi mới chế đừng có đặt mọi người nha. Tại vì chị Tiền Nguyễn không chia sẻ, không sale mọi người nha. Lưu ý với em rằng em bán đồ cho ai có chia sẻ livestream thôi. Bây giờ em chỉ có việc là ngồi xem cho chia sẻ livestream nha em nha. Bộ đồ này của em có mã số là A383, số điện thoại, địa chỉ. Chị Nguyễn Nga có chia sẻ livestream không em? Rồi, A383 chế độ đặt nhanh tay giùm em. Em lên cho mình một cái zoom 53 ký đưa xuống mặt đẹp, vòng eo 73 mặt xinh giùm em. Có mã có khóa kéo ngoài sau, kèm cho mình luôn cái dây cột eo. Zoom này á, rất là đẹp mọi người nha, zoom ngắn ha. Mặt rất là đẹp luôn, chất liệu các hàng có ánh kim tuyến nhẹ. Mã số là A331 nha. A331 số điện thoại, địa chỉ cho em. Chị coi chị Trang Nguyên có chia sẻ livestream cho em. A38 màu đen nè. Có. Trang Nguyên sale cho A383 nha. A331 là cái zoom xanh hồi nãy. Mọi người ơi, mọi người mua hàng, mọi người không chia sẻ livestream không bán mọi người ha. Có chia sẻ là được, đúng không? Ừ đúng rồi, có chia sẻ là được. Mọi người không chia sẻ không bán mọi người nha. Có nhiều chị hỏi em, ủa sao bán hàng chảnh quá vậy? Dạ, đồ mới nên chảnh chảnh xíu mới chết. Đồ đồng giá 49k, chế nào mua thì phải có chia sẻ livestream. Mới bán cho mình với giá là 49k, chế nào không chia sẻ không bán mọi người nha. Chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi, chương trình chỉ có duy nhất trong livestream ngày hôm nay. Vô coi livestream của em rồi, mọi người không chia sẻ livestream sao nó rất là... nói chung là rất là đáng tiếc á. Vậy đó. À, nói nghe nè mọi người ơi, em chỉ ship từ 3 cái chỗ lên nha, không ship một cái nha. Đây, lên cho mọi người một cái zoom 53 cái đu xuống mặt đẹp. Zoom này là màu đỏ gạch nè, rất là đẹp nè, bẹt vai nè, tay lửng bẹt vai. 53 cái đu xuống mặt đẹp, còn em 73 mặt xinh giùm em. Chất liệu là von nha mọi người luôn. A364 số điện thoại, địa chỉ. A364 số điện thoại, địa chỉ. Mọi người vô xem livestream của em mọi người à. Coi như không chia sẻ là tao rất là đáng tiếc nha. Chia sẻ hồi nhóm nhưng mà nó không hiện lên chị ơi. 49k thôi, đồ 49k, 53 cái đu xuống mặt đẹp, vòng eo 73 mặt xinh giùm em. Có chia sẻ mới có tặng cho mình, bán cho mình với giá 49k. Rồi đây mọi người nhìn giùm em cái đầm này rất là đẹp mọi người nha. Đầm body rất là đẹp. Lên cho mọi người một cái đầm body cổ ngọc trai nè. Đó, tay này xuống nè, chất liệu các hàng mịn nè nha. Ngoài sau có khóa kéo nè nha, rất là đẹp luôn. 53 cái đuôi xuống mặt đẹp, vòng eo 73 mặt xinh giùm em. Cái đầm này của em có mã số cho mình á là A365. A365 số điện thoại, địa chỉ đặt lên hết thì em đặt hàng mà em không nghe chị đọc mã số là em hết rồi em. A365 số điện thoại, địa chỉ. Đồ em là đồ sale, đồ bom, nhưng mà cực kỳ đẹp, mà đắt như tôm tươi luôn. Mấy chế đặt hàng mà không nhanh tay là đâu có đơn đâu. Rồi, em lên cho mình cái đầm người mẫu đang mặc, chất liệu là các hàng, bệt vai nhẹ một bên ha. 53 cái đuôi xuống mặt đẹp ha. Còn em với 73 mặt xinh giùm em. Ngoài sau có khóa kéo cho mọi người luôn. Đầm này có xẻ đuôi cho mọi người luôn. Chị nào đặt hàng cái đầm này thì nhanh chóng đặt hàng cho em với mã số là A374, số điện thoại, địa chỉ. Chất liệu các hàng và đầm này mọi người mặc đi làm công sở các kiểu vẫn đẹp. Rất là xinh, xinh xỉu luôn mọi người ha.
A374 số điện thoại, địa chỉ cho em. Nhanh tay đúng cú pháp là chương trình có ưu đãi. Mọi người đặt hàng không nhanh tay, không đúng cú pháp, không ưu đãi, không sale cho mọi người được đâu ạ. Nên nhanh chóng đặt hàng trong livestream ngày hôm nay nè. Và có chia sẻ livestream cho em để có chương trình ưu đãi, để có chương trình khuyến mãi giùm em mọi người nha. À, chị nào đặt hàng cái đầm người mẫu đang mặc thì cho em nghe mã số là A374 số điện thoại, địa chỉ, chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi trong livestream. Không chia sẻ, không sale mọi người nha. Rồi, ok, tất cả các tình yêu luôn, lên cho mọi người một cái đầm mới nè. Ok, A374 cho Bảo Huy nha. Bảo Huy có chia sẻ đúng không? Đây, lên cho mọi người cái đầm thở lưng như thế này. Rồi, đây là hai cái dây cột nè. Ở ngày sau là xỏ vô giùm em. Đó, rồi xòe nè ha. Ở đằng trước ngắn hơn, ở đằng trước là tầm ngắn hơn. Ngoài sau xòe nhẹ ra, đầm này đầm maxi, mọi người mặc đi chơi đi biển được nha. Đầm này của em có mã số là A377, số điện thoại, địa chỉ cho em. Happy New Year mọi người kìa thiệt. Bạn trai em vô comment kìa. Rồi, đầm này của em có mã số là A377, số điện thoại, địa chỉ. Rồi, chia sẻ livestream cho em để có chương trình ưu đãi, để có chương trình khuyến mãi nha. A377, số điện thoại, địa chỉ cho em. Nhanh tay cho em mọi người ơi. Chương trình ưu đãi với giá 49k ở đầu livestream như thế này nè. Mọi người mà bỏ qua rất là đáng tiếc. A377, số điện thoại, địa chỉ. Chia sẻ livestream cho em mới chết. Thảo My nè, A377 của Thảo My nha. Thảo My chia sẻ livestream nhiệt tình hơn chị xíu nha em nha. Đây, lên cho mọi người một cái đầm rất là đẹp nha. Rồi, chào chị dấu ba chấm. Lên cho mọi người một cái bộ chứ. Gồm một cái quần nè. Quần Gucci, 53 cái đôi số mặc đẹp. Còn em 73 mặc xinh giùm em. Kèm cho mình luôn một cái áo Gucci. Đồ bên em mặc lên là hết sải con mà 7 luôn. Nhưng mà cầm trên tay thì nó hơi xấu xấu xíu. Áo Gucci nè. A394 số điện thoại, địa chỉ. A394 số điện thoại, địa chỉ. Bộ em mặc xíu bán xong. Có bộ nào em mặc được không? Em mặc bộ nào cũng đẹp mà em ốm nhưng mà cây em nghĩ em mặc bộ nào không được. Rồi đây mọi người ơi, bộ đồ này của em 53 cái đủ xuống mặc đẹp. Còn eo 73 mặc đẹp giùm em. 53 cái đủ xuống mặc đẹp, còn eo 73 mặc đẹp giùm em. Bộ đồ Minh Thành có chia sẻ livestream không em? Minh Thành hình như để hình con của mình nè. Mọi người ơi, phải chia sẻ livestream mới bán mọi người nha. Rồi, chị nào đặt mẫu quay tay mặt để lại cho em mã A371 kèm theo số điện thoại, địa chỉ để chia sẻ ha. Cũng chính ta. Bây giờ nhanh tay chia sẻ livestream đi, chỉ duy nhất trong livestream này mình mới được nhận ưu đãi là mua hàng chỉ giá 49k cái gì ha. Đừng có tiếc gì một chút thời gian của mình đó mà không có được đặt những mua đồ xinh như thế này ổn hết cái gì ha. A371 kèm theo số điện thoại, địa chỉ đã chia sẻ cho em mẫu anh đang mặc ha. Rồi ok, Trang Nguyên A398 ha. Tôi là Nguyên đúng không? Trang Nguyên có chia sẻ không? Vé à mọi người ơi, lưu ý em rằng em chỉ bán từ 3 bộ trở lên nha. Có, hồi nãy mới đặt bộ gì. Ok, ok, rồi ok. Bộ đồ của người mẫu là A371, số điện thoại, địa chỉ. Một bộ 49k em. Em mới nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Cảm ơn em rất là nhiều Lan Nguyễn ơi. Đó, tất cả các tình yêu ơi, mọi người ở trong livestream của em ngày hôm nay nè, mọi người đã nhận được hàng của em chưa ạ? Tại vì đồ em sale á là tuy là rẻ thì đúng không? Nhưng mà siêu đẹp cho mọi người nha. Hay là đồ của em là siêu đẹp cho mọi người luôn. 53 cái đồ xuống mặc đẹp, vòng eo với 73 mặc xinh giùm em. Chia sẻ livestream cho em. Đồ em sale là nói thiệt là mặc lên người thì nhìn rất là lung linh, nhưng mà cầm trên tay thì nó hơi ấy thôi, nhưng mà rất là đẹp ha. Rồi tất cả tình yêu ơi, mọi người đang trong livestream của Hải ngày hôm nay ơi. Mọi người thấy hay mà cái đầm này đúng không ạ? Mọi người muốn mua cái đầm này không ạ? Bây giờ em sẽ bán cái đầm này với giá 0.000 đồng cho mọi người nha. Hồi nãy giờ hứa từ đầu livestream tới giờ cái đầm của em đang mặc với giá 0.000 đồng đúng không? Cái đầm của em đang mặc với giá 0.000 đồng đúng không? Ok, Hằng Ni chưa có chia sẻ livestream không em? Yeah.
ok lên rồi. Hằng Ni không chia sẻ livestream không share cho Hằng Ni em nha. Rồi ok, bây giờ chị nào thích cái đầm của em đang mặc nè, đầm này của em 53kg đổ xuống, mặt đẹp, còn eo 73 giùm em, màu hồng bánh bèo rất là đẹp nha. Có kim tuyến nè, kim tuyến màu vàng lấp lánh lánh nè, rồi cổ nè, cột nè, nơ nha. Đầm này em sẽ tặng cho mọi người với giá 0.000 đồng, nhưng mà phải chia sẻ cho em hơn 20 hội nhóm. Bé heo không có địa chỉ. Đầm này rất là đẹp, có nhúng eo cho mình luôn, phải chia sẻ cho em hơn 20 hội nhóm. Rồi mọi người thích cái đầm này của em đang mặc không ạ? 53kg đổ xuống, mặt đẹp, còn eo 73 mặc xinh giùm em. Ngoài sau có khóa kéo cho mọi người luôn. Đằng trước là hở, rồi nhúng eo cho mình như thế này, mặc lên rất là thon và gọn luôn. Chất liệu của nó là kiểu như von nha, à không, lưới, và có kim tuyến ở trên này, rất là đẹp mọi người nha. Rồi, chị nào thích cái đầm này của em đang mặc không ạ? Nhanh chóng comment cho em thấy đi. Mọi người ơi, nhanh chóng comment cho em thấy đi ạ. Tất cả các tình yêu của em đâu rồi ạ? Rồi, cái đầm này em chỉ bán cho 5 tình yêu nè. Ờ không, bán cho 1 người có chia sẻ vào 20 hội nhóm nha mọi người nha. Bán cho 10 người có chia bán cho 1 người chia sẻ vào đầy đủ 20 hội nhóm cho em. Đầm rất là đẹp nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, chia sẻ livestream cho em đầy đủ 20 hội nhóm nha. Tất cả các tình yêu ơi, ai đã chia sẻ đầy đủ 20 hội nhóm hãy comment là đã chia sẻ livestream cho em. 20 hội nhóm thì hãy comment là đã chia sẻ livestream cho em, nhanh chóng giùm em, đầm rất là đẹp mọi người nha. Để em bắt đầu đọc cú pháp, cả nhà mua đầm này của em với giá là 0.000 đồng, em tặng cho mọi người luôn. Đầm này em tặng cho mọi người với giá 0.000 đồng luôn. Hằng Ni ơi chưa đặt hàng nha. Đầm này chị nào đã chia sẻ livestream đầy đủ hơn 20 hội nhóm rồi, comment cho em biết em tặng cho mọi người với giá 0.000 đồng. Ok ra lột cái mũ. Lột cái mũ. Thôi bị tột á. Vậy mặc cái màu nu á. Lát không có ra sao. Ok mọi người ơi. Rồi, đầy đủ chưa? Đầy đủ 20 hội nhóm chưa? Đầy đủ chưa nè? Bắt đầu đọc cú pháp cho cả nhà mua cái đầm của em đang mặc với giá 0.000 đồng nha. Rồi, đầm này sẽ sale với giá 0.000 đồng cho một chị duy nhất trong livestream ngày hôm nay, với giá là 0.000 đồng cho đầy đủ 20 hội nhóm. Nhưng mà phải chia sẻ nha. Chị nào mà em vào kiểm tra không chia sẻ là không tặng với giá 0.000 đồng, ráng chịu nha. Rồi, đặt hàng cho em với cú pháp là H333, số điện thoại, địa chỉ và đã chia sẻ livestream cho em. H333, số điện thoại, địa chỉ và đã chia sẻ livestream cho em, nhanh tay giùm em. Rồi, chị kiểm tra giùm chị Nguyễn Minh Trường có chia sẻ livestream không em? Không. Nguyễn Minh Trường không chia sẻ livestream hả? Hủy kết quả của Nguyễn Minh Trường nha. Ok, kiểm tra Thanh Vy coi có chia sẻ livestream không em? 60 hội nhóm. Thanh Vy đã chia sẻ 60 mấy hội nhóm luôn hả? Ok, tặng cho Thanh Vy nha. H333, số điện thoại, địa chỉ, Trần Xuân Soạn, Tân Huy nè. Ok, Thanh Vy, tặng cho Thanh Vy cái đầm em đang mặc với giá 0.000 đồng nha. Rồi ok, bây giờ em lên cho mọi người một cái đầm rất là đẹp luôn, với giá là 49k mọi người nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình một cái đầm cao cấp ha. Đầm này là chất liệu ren hoa hồng mấy chị ha. Đầm này em có hai mẫu ha. Rồi màu đen và màu nu này, chị nào mà thích cái mẫu đầm này thì mình cứ ở livestream xuyên suốt cho em, để tới cuối chương trình á, cuối livestream á em sẽ tặng cho mình với giá 49k vậy ha. Rồi em sẽ dành tặng cho 5 người đầu tiên chia sẻ livestream nhiệt tình nhiều nhất cho những hội nhóm cho em ha. Rồi chất liệu của nó là ren hoa hồng á chị ha. Ở bên trên của nó là có cái hơi như thế này nè. Sao là có sao kia kéo cho mình luôn ha. Rồi mỗi này em có hai màu đen và màu nâu, chị nào đặt á, chị
livestream xuyên suốt cho em ha. Để trong chương trình đó em sẽ dành tặng cho 5 chị chia sẻ livestream nhiều nhất, nhiệt tình nhất và những hội nhóm và trên cá nhân cho em nè. Rồi lần này hết nhà sẽ hết nè. Rồi lần này của em có 3 size cho mấy chị luôn nè. Size S, M, L, size S cho chị nào 52kg đổ xuống, size M chị nào cho 59kg đổ xuống và size M chị nào cho 62kg đổ xuống cho em ha. Mặc xinh mặc đẹp cho em những bộ này nha. Quá hơi rồi. Thì lâu lâu không phải quay lại chứ. Mấy chị ơi chia sẻ livestream nhiệt tình cho em nha mấy chị. Chỉ duy nhất trong livestream này áp dụng trong livestream này thì mình mới được xem hàng xinh hàng đẹp với 49k chị ha. Rồi em sẽ lên cho mình một mẫu mới nữa nè mấy chị. Mấy chị ơi đồ 49k chị có trong livestream ngày hôm nay thôi. Nên chị nào mà đang trong livestream của em nè mà kiểu như á, à không, lộ một cái đó khác. Cái gì vậy? Mấy chị nào mà có chia sẻ livestream nhiệt tình và những hội nhóm cho em thì yên tâm giùm em sở hữu những cái đầm này với giá là 49k. Chào mọi người, hello, chào mọi người. Buổi sáng mọi người đã ngủ dậy chưa? Bán cho em đi hả? Em phải chia sẻ đầy đủ hơn 5 hội nhóm cho không chia sẻ nhiệt tình vào những hội nhóm nha. Rồi mọi người ơi, lên cho mọi người hai mẫu đầm. Mẫu đầm đầu tiên là mẫu đầm ngọc trai. Mẫu đầm ngọc trai này á, thì em cũng có 3 size, S, M và size L. Ngọc trai siêu sang cho mọi người luôn. 53kg đổ xuống mặt đẹp là size S. Size M cho chị nào 59kg đổ xuống. Size L chị nào 63kg đổ xuống mặt đẹp. Chia sẻ livestream là em có bán. Có chia sẻ là có bán. Không chia sẻ không bán mọi người nha. Chia sẻ thật nhiệt tình vào những hội nhóm. Và những cái đầm này sẽ bán cho 5 chị nào chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm. Nên nhanh tay chia sẻ livestream cho em. Rồi đầm người mẫu đang mặc là em có 2 màu. Một màu nâu và một màu đen. Đầm này 53kg đổ xuống mặt đẹp. Vòng eo dưới 73 mặc xinh giùm em. Chế ra đặt hàng cái đầm này thì hãy chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm cho em. Em đã nói rồi, em có 3 size S, M, size L. Vòng eo cũng nói luôn. Vòng eo là hở 53kg là vòng eo 73 nè. Rồi 59kg vòng eo 79 nè. 63kg đổ xuống thì vòng eo 86-83 nè. Đó, chia sẻ livestream cho em nhiệt tình vào những hội nhóm cho em. Chương trình em ưu đãi, chương trình em khuyến mãi mọi người nha. Rồi mấy chị ơi, nhân ta chia sẻ livestream ha. Để cuối livestream này em sẽ dành tặng 5 người chờ đồng cao cấp với giá 49k mấy chị ha. 49k cho 5 tình yêu nào có chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm thôi. Cái đầm em đang mặc bình thường ngoài thị trường ít nhất cũng phải 800-900k. Tại vì ngọc trai của nó rất là đẹp ha. Nhưng mà ngày hôm nay trong livestream này em vừa sale đầm bình thường, vừa sale đầm cao cấp cho mọi người đồng giá là 49k. Mình hãy chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm cho em. Hãy chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm cho em mọi người ơi. Nhanh chóng chia sẻ giùm em nha. Đầm em đang mặc có màu trắng nha chị Phụng Hoàng Thị Kim nha. Em có hai màu, màu trắng và màu đỏ. Và đầm người mẫu đang mặc là có màu nu và màu đen. Đó, chia sẻ livestream cho em. Rồi tất cả các tình yêu ơi, mọi người đã sẵn sàng mua hàng cho em với giá 49k chưa ạ? Mọi người nhanh chóng lên giùm em. Chị nào thích sở hữu đầm cao cấp thì ở trong livestream bây giờ. Còn chị nào thích sở hữu đồ sale với giá 49k thì cũng ở trong livestream cùng em luôn. Em sale xong đầm cao cấp em sẽ quay trở lại đầm 49k vào cuối livestream ha. Rồi nhanh chóng giùm em, đầm cao cấp này mỗi màu em còn có 1-2 trái thôi. Chị bán cho 5 tình yêu nào có chia sẻ livestream. Size S, size M và size L mấy chế ơi. Em biết được cái chiều cao và cân nặng của mấy chế. Em đâu biết cái bụng mấy chế nặng bao nhiêu đâu. Còn em cái bụng mấy chế bự như thế nào đâu. Mấy chế phải tự cân đo đong đếm mấy chế nói cho em biết chứ. Bây giờ em đã cho mấy chế biết được size nè, vòng eo như thế nào nè, mà mấy chế còn hỏi em vậy nữa chắc em bỏ tay chấm com với mấy chế luôn rồi nha. À mỗi cái đầm hả, đầm mẫu em đang mặc chỉ sale cho 5 tình yêu nào có chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm thôi. Nên ai đang trong livestream này của em á, ai đang trong cái livestream này của em á thì nhanh chóng chia sẻ livestream giùm em thật nhiệt tình vào những hội nhóm đi mọi người ơi, nhanh chóng lên giùm em. Rồi nhanh tay giùm em, bây giờ em đọc cú pháp đặt hàng cho cả nhà đặt hàng kem đang mặc với giá 0.000 đồng nha. À với giá 49.000 nha. Mã số cái đầm em đang mặc mã số là 33. Mã số đầm người mẫu đang mặc là mã số 35.
35 có 2 màu, 1 màu nâu và 1 màu đen. 33 có 2 màu luôn, 1 màu đỏ và 1 màu trắng. Chế độ đặt hàng cho em là 33 số điện thoại, địa chỉ cho em và kèm chữ đã chia sẻ livestream. 35 là màu nâu hoặc mà là màu đen, số điện thoại, địa chỉ và kèm chữ đã chia sẻ livestream. Đồ em sale 49k cho chế nào đặt hàng nhanh tay đúng cú pháp và đồ em có size cho mình luôn. Size S, size M và size L cho mấy chế. Size S cho chị nào á có khoảng 53kg đổ xuống mặt đẹp. Size M cho chị nào có khoảng là 59kg, size L 63kg đổ xuống mặt sang. Và phải có chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm. Chị nào không chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm không sale ráng chịu ha. Lưu ý em rằng em chỉ bán cho 5 chị nào chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm thôi. Nên nhanh chóng chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm để có chương trình ưu đãi, để có chương trình khuyến mãi cho mọi người. 33 nu hoặc 33 đỏ hoặc trắng, 35 màu nu hoặc màu đen khoảng trống, số điện thoại nhanh chóng đặt hàng chia sẻ livestream cho em. Chia sẻ nhiệt tình vào những hội nhóm mới có chương trình ưu đãi. Chia sẻ nhiệt tình vào những hội nhóm mới có chương trình khuyến mãi cho mọi người nha. Em thấy mới có 935 lượt chia sẻ livestream thôi. Ít quá mọi người, mọi người chia sẻ nhiệt tình thôi giùm em chút xíu nè. Chia sẻ nhiệt tình, thật nhiệt tình vào những hội nhóm cho em để có chương trình ưu đãi, để có chương trình khuyến mãi cho mọi người nha. Màu nâu và màu đen, em còn 1 phút cuối cùng cho tất cả các tình yêu đặt hàng. Mã số, số điện thoại, địa chỉ và kèm luôn cái size cho em. Chị Lily đặt nu 35, em thấy số điện thoại đem gọi cho chị ạ. À, không có nha chị nha. Đặt hàng thì mã số, số điện thoại, địa chỉ giùm em chị ơi. Có như vậy em mới có chương trình ưu đãi, có như vậy em mới có chương trình khuyến mãi cho mọi người ạ. À, mọi người ơi, nhanh tay chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi chị sẽ ra trong vỏ livestream một phút cuối cùng thôi. Đều sale cho mọi người với giá 49k. Chị nào mà săn đồ sale của em thì ở lại trên livestream cùng em xíu nữa mọi người ha. Lát nữa em có đều có chương trình ưu đãi, lát nữa em đều có chương trình khuyến mãi cho mọi người. Mọi người đặt hàng là mã số nè, số điện thoại nè, địa chỉ cho em mọi người ạ. À, mọi người đặt hàng mà mọi người không để số điện thoại em không gọi được cho mọi người đâu ạ. À, và mọi người không để là địa chỉ em đâu có biết chỗ mà mình em giao cho mình đâu. Hả? Ừ. 31 giây cuối cùng mọi người ha. Rồi nhanh chóng giùm em chương trình ưu đãi chị sẽ ra trong livestream ngày hôm nay thôi. Mã số nè, số điện thoại nè, địa chỉ nè. Nhanh tay chương trình ưu đãi chị có trong livestream ngày hôm nay thôi. 33 và 35 nha mọi người nha. 33 và 35 nhanh chóng giùm em. À còn 9 giây cuối cùng cho tất cả các tình yêu đặt hàng. 33 hoặc 35, 33 là mẫu em đang mặc, 35 là người mẫu đang mặc ha. Chia sẻ livestream cho em mọi người ơi với giá 49k. Ok, kết thúc mini game nha. Rồi tất cả các tình yêu đồng loạt comment cho em là ngưng game để hệ thống bên em ổn định lại, kiểm tra xem có chia sẻ livestream nhiệt tình nhất vào những hội nhóm sẽ tặng ngay cho mình với giá là 49k. Đồ em đang mặc và đồ người mẫu đang mặc đều có mã số cho mình á, là 33 nè và 35 nè, và có luôn cho mình là size là size S, size M và size L ha. Rồi hãy đồng loạt comment giùm em là ngưng game để hệ thống bên em ổn định lại, kiểm tra xem chế nào có chia sẻ livestream nhiệt tình nhất vào những hội nhóm tặng ngay cho mình với giá là 49k ha. Mọi người đừng bỏ đi đâu hết mọi người ơi, tại vì đồ em sale ngày hôm nay là có rất là nhiều mẫu luôn. Và hồi nãy đó em đã sale đầm thường dân rồi, bây giờ em đã lên cho mình một cái level mới, level đẳng cấp hơn là đầm thiết kế, đầm sang chảnh, đầm đi tiệc. Rồi xíu nữa em sẽ quay trở lại đầm thường dân cho mấy chế, và chỉ đồng giá trong livestream ngày hôm nay là 49k cho chế nào đang trong livestream thôi. Rồi bây giờ hiện tại là em sẽ kiểm tra xem chế nào chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm sẽ tặng ngay cho mình với giá 0.000 đồng. Nên tất cả các tình yêu đang trong livestream này của em ngày hôm nay, mọi người ơi, mọi người đã chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm cho em chưa ạ? Mọi người comment cho em thấy đi nè. Mọi người ơi, mọi người đã chia sẻ livestream thật nhiệt tình vào những hội nhóm chưa? Để em kiểm tra xem bao nhiêu lượt chia sẻ livestream rồi ta. Mọi người chia sẻ lên 1.000 lượt chia sẻ livestream đi. Em bắt đầu công bố người đầu tiên may mắn trúng thưởng mua đầm với giá 49k được không ạ? Mới có 940 lượt chia sẻ à, ít quá mọi người ạ. À, mọi người chia sẻ lên cho em 1.000 lượt đi được không ạ? Mọi người chia sẻ cho em 1.000 lượt chia sẻ đi để em bắt đầu công bố người đầu tiên may mắn trúng thưởng đồ với giá 49k. Trời ơi, đi đâu mà mua được hàng đẹp, đi đâu mà được mua được với hàng xinh, hàng sang như vậy ạ? À, mọi người phải chia sẻ đầy đủ cho em, và em chỉ bán cho 5 người thôi. Bán cho 5 người nào có chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm thôi với giá là 49k. Trời ơi, như vậy thôi còn đòi gì nữa ạ? À,
nhanh chóng chia sẻ đi, đừng đặt hàng giây phút này nữa. Bắt đầu từ giây phút này mọi người không đặt hàng cho em được nữa đâu ạ. Mọi người đặt hàng thì hệ thống bên em hủy kết quả mini game của mọi người luôn đó. Tại vì sao? Tại vì để cho hệ thống bên em ổn định lại, kiểm tra xem chế nào có chia sẻ livestream nhiệt tình và những hội nhóm sẽ tặng lại cho mọi người nha. Mới có 944 lượt chia sẻ thôi mọi người ạ. À, mọi người đẩy mạnh cái lượt chia sẻ hơn giùm em một chút xíu được không nè. Và lưu ý giùm em rằng em chỉ có bán bao nhiêu đó thôi nha mọi người nha. Chị bán cho 5 người thôi. Trời ơi, Vân Thanh ơi, chị đang bán nè em. Em còn đòi chị bán gì nữa, bán thân cho em nha. Rồi em ơi, em mà vào livestream chị ngang chừng như vậy em không có được mua đồ của chị bên dưới với giá 49k được đâu. Tại vì mini game chị tổ chức ra cho những chị nào ở đầu livestream nè, mua hàng của chị với giá 49k ở đầu livestream thôi. Nên chế nào chơi mini game của em á thì hãy chia sẻ livestream cho em nhiệt tình hơn vào những hội nhóm cho em để được nhận chương trình ưu đãi, để được nhận chương trình khuyến mãi được không. Nên là ai đang trong livestream này nè thì đặt hàng nhanh tay đúng cú pháp để có chương trình ưu đãi, để có chương trình khuyến mãi mọi người ơi. Và chia sẻ livestream cho em thật nhiệt tình vào những hội nhóm cho em đi mọi người ạ. Hãy chia sẻ livestream thật nhiệt tình vào những hội nhóm để được ngay chương trình ưu đãi, để được ngay chương trình khuyến mãi nè. Mọi người ơi, mọi người đã chia sẻ livestream nhiệt tình chưa? Nếu mọi người chơi mini game của em, mọi người hãy ở trong livestream của em, đừng rời bỏ livestream mọi người nha. Đừng rời bỏ livestream, tại vì sao? Tại vì chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi chỉ xảy ra trong livestream ngày hôm nay thôi. Nếu tất cả cái tình yêu của em mà bỏ ra ngoài, ta nói rất là đáng tiếc, ráng chịu mọi người ạ. Rồi, để em coi kiểm tra coi được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nè. 998 rồi, còn 2 lượt chia sẻ nữa. Em sẽ công bố người đầu tiên may mắn trúng thưởng của em đang mặc với giá là 19k nha. Mọi người hãy chia sẻ nhiệt tình giùm em đi. Em nói thiệt sự, tại vì đồ bên em bán với giá 49k như vậy á, là quá rẻ rồi mọi người ơi. Như vậy là quá rẻ rồi. Chị Hà Nguyễn, em hủy kết quả mini game của chị nha. Nãy giờ rồi, bây giờ còn đặt hàng nữa. 1.000. Bây giờ bắt đầu công bố kết quả mini game. Ngày hôm nay em có 3 mẫu đam. À không, 4 mẫu nhưng mà 2 4 màu nhưng mà 2 mẫu. Mẫu em đang mặc là mẫu số 33, có màu đỏ và màu trắng, 49k. Mẫu người mẫu đang mặc là mẫu ren hoa hồng, có 2 màu, màu nâu và màu đen, 49k luôn. Và bán cho 5 chị nào có chia sẻ livestream nhiệt tình nhất vào những hội nhóm. Chị nào chơi mini game không chia sẻ nhiệt tình không bán, ráng chịu ha. Người đầu tiên em đang cầm kết quả livestream trên tay. Người đầu tiên này có tên Facebook là hai chữ. Người đầu tiên này có tên Facebook là hai chữ. Chị này có tên Facebook là Anna Thúy. Anna Thúy còn trong livestream của em không? Chị Anna Thúy còn trong livestream của em không ạ? Chị Anna Thúy may mắn trúng thưởng cái đầm em đang mặc với giá là 49k nè. Anna Thúy còn trong livestream nè. Anna Thúy ơi, em tưởng 0.000 đồng. Không có em ơi, chị bán 49.000 em ơi. Chị bán 49.000 nha. Rồi ok em nha. Nếu em tưởng 0.000 đồng vậy là chị hủy kết quả mini game của em luôn. Chị sẽ tặng qua cho một người khác nha. Trời ơi, đầm chị mặc là đầm cao cấp ở đâu ra mà với giá là 49k à, với giá 0.000 đồng em ơi. Rồi người thứ hai may mắn trúng thưởng cái đầm em đang mặc có tên Facebook là với giá 49k là chị Jenny Phạm. Trời ơi, 49k mà em chơi người ta hả, muốn lấy không được kìa em ơi. Chị Jenny Phạm nè, hình như chị này ở biển giống em hay sao ta ơi. Ở Đà Lạt mà để avatar biển. Ok hi hi em nè, ok số điện thoại khoảng cách trúng thưởng giùm chị đi em ơi. Số điện thoại khoảng cách trúng thưởng giùm chị em ơi. Trời ơi, biết chị thấy không? Ờ trời, vậy mà không lấy, đúng rồi Vân Thanh nói nè, chị Trang Nguyên nói nè. À, em cũng Vũng Tàu á chị, ờ đúng rồi, Vũng Tàu mà chị thấy em để quê quán ở Đà Lạt ha. Rồi em nhận đầm cho chị là số điện thoại khoảng cách trúng thưởng mọi người nha. Tại vì đồ em đang mặc chị với giá là 49k, trời ơi đồ cao cấp vậy mà bà kia mới đòi 0.000 đồng, em không hiểu luôn ha. À ở đâu ra mà, ở đâu sẵn ra em lấy cả hai gì đi đi Hoàng ơi. Rồi ok mọi người nha. Bây giờ thì chương trình ưu đãi này của em còn 3 người nữa đúng không ạ? À? Hồi nãy em đã hứa tặng bán cho 5 chị. Mà bây giờ em còn 3 chị, 4 chị nữa đúng không ạ? À? Tại vì một chị hồi nãy không nhận.
Trời ơi, em không không biết chị đó là ở ở đâu ra luôn mà không nhận đầm với giá 49k, em không hiểu nổi chị đó sao luôn á. Ok, bây giờ em sẽ đến với mình một chương trình cực kỳ hot nữa. Và bốn chị nữa, 5 phút nữa em bắt đầu công bố kết quả mini em cho bốn chị đó nha. Và trong chương trình siêu hot này, em sẽ gửi tặng cho tất cả các tình yêu đang xem livestream. Nhưng nếu mà mình có chia sẻ livestream thì mình sẽ được miễn phí ship mua đồ từ hồi nãy tới giờ luôn ha. Chương trình ưu đãi này, nếu tất cả các chị yêu có tham gia mini game thì sẽ được nhận miễn phí ship cho chị nào mua đồ từ hồi nãy tới giờ luôn. Và nhớ lưu ý với em rằng em chỉ bán đầm cho 49k cho chị nào có ở trong livestream của em xuyên suốt cùng em thôi. Em sẽ công bố kết quả mini game bất cứ lúc nào mọi người nha, nên là khi mà mình không nhận á, không vào nhận đầm liền ngay và luôn á thì là hủy kết quả mini game của mọi người nha. Và xíu nữa em sẽ sell đầm tiếp tục cho mọi người với giá 49k nữa nha. Rồi bây giờ em sẽ quay trở lại chương trình siêu hot của ngày hôm nay. Đây là sản phẩm kem body skin white, là sản phẩm kem body skin white nha mọi người nha. Kem này em đã bán ngoài thị trường hơn 3 năm rồi, được sản xuất ra một công ty của Thái Lan và được công ty của Hải là nhập khẩu độc quyền về Việt Nam. Và Hải cũng đã là người đi xin mã số, mã vạch nè và mã code cho cả nhà luôn. Tại vì sao được xin mã số, mã vạch và mã code ạ? Nếu chị nào mà chuyên mua hàng online, thường thường mua đồ về cỡ nào cũng hay chết mã vạch và mã code. Tại vì sao? Tại vì á, mã vạch và mã code này sẽ kiểm tra xem hàng có chất lượng cao hay không, có giấy kiểm tra kiểm định của Bộ Y tế Việt Nam hay không, có kiểu là hàng á, có chất bảo quản hay không. Thì yên tâm giùm em, ngày hôm nay em đã xin được mã vạch và mã code và mã số cho cả nhà, thì là hàng có kiểm tra chất lượng cao nè, được Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy phép và công nhận là không phải kem trộn, không phải kem trôi nổi, không có chất bảo quản đó. Và kem body skin white này là một loại kem như thế nào ạ? Là một chất kem, một loại kem em đã bán ngoài thị trường hơn 3 năm rồi, bán xuyên suốt như thế này trên livestream 1 năm rồi. Nên chế yêu nào của em có làn da chai lì, làn da nâu đen bẩm sinh, sở hữu quá nhiều kem rồi, không chán bật tông được, sở hữu ngay cho em hộp kem body skin white này. Làm bật tông làn da mọi người từ 5 đến 6 tông. Chị yêu nào mà sử dụng hộp kem này của em mà không chán bật từ 5 đến 6 tông, em hoàn tiền 1 đình 10 cho máy chế. Chị nào mà sử dụng hộp kem này của bên em chép mã vạch mã code không ra, 1 đền 10 cho máy chế luôn. Đó, nên chế yêu nào của em có làn da chai lì, làn da nâu đen bẩm sinh, sở hữu có quá nhiều kem rồi không trắng sáng bật tông được, đặt hàng ngay cho em hộp kem body skin white này, giúp làn da mọi người bật tông đẹp sáng hẳn ra mọi người nha. Nên chế yêu nào của em có làn da chai lì, làn da nâu đen bẩm sinh thì hãy nhanh chóng chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm để có chương trình ưu đãi, để có chương trình khuyến mãi cho mọi người. Làn da mọi người sẽ được thay đổi sau quá trình sử dụng kem body này. Tại vì sao ạ? Kem body này của bên em không phải kem trôi nổi, không phải kem trộn, bảo đảm cho tất cả tình yêu chết mã vạch mã số ha. Rồi kem body này của bên em 250g, cả nhà sở hữu cho em trong vòng từ 2 đến 3 tháng. Sử dụng hộp kem body này của bên Hải không bắt nắng, không ăn nắng, không bào mòn da, không làm mỏng da mọi người, không làm kem bị lộ dấu vân kem nè, không bị lộ kiểu như là không lộ dấu vân kem, không bết rít, không bào mòn da, không làm mỏng da mọi người. Hộp kem body skin white này em đã bán ngoài thị trường hơn 3 năm rồi và có rất là nhiều chị đã từng sử dụng là thấy chất kem của bên em đẹp bất ngờ hết hồn luôn mấy chế ha. Chất kem là chất kem yogurt, mọi người thoa tới đâu thấm tới đó cho em. Và kem này mọi người xài không bắt nắng, không ăn nắng nha. Tại vì sao? Có chỉ số chống nắng SPF 45 nè, bảo vệ làn da mọi người dưới nắng mặt trời, dưới tia UV, dưới tia cực tím, rất là đẹp mọi người nha. À, muốn mua hàng thì làm sao là phải chia sẻ livestream nhiệt tình với những hội nhóm cho chị đi em ơi. Rồi mọi người xài hộp kem này cho em, bầu bì bon chen sử dụng được, chị nào trong thời gian mang thai, sau khi sinh em bé sử dụng được hộp kem body này luôn, được Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy phép và công nhận rồi thì yên tâm giùm em. Chị nào trên 14 tuổi đi học rồi này kia, đi làm này kia, sử dụng kem body này của em càng đẹp mọi người nha. Khi mọi người càng mặc áo khoác nhiều, càng ủ lâu thì kem nó càng bật tông nhanh. Còn nếu mình không có thời gian thì mình cứ mặc đồ bình thường và xài kem lên thôi, thì làn da của mọi người đã thay đổi rồi. Tại vì sao? Kem của bên em là chất kem makeup, có nhiều loại kem không makeup cho da, nhưng mà kem này của em sẽ che đi khuyết điểm trên da mọi người. Nên chế nào của em có trong livestream này của em, đặt hàng về kem body thì yên tâm giùm em. Hộp kem này không bết rít, không bào mòn da, không làm mỏng da mọi người. Mọi người xài kem có khoảng 5 ngày thôi, làn da mọi người đã bật tông rồi, làn da của mọi người sẽ sáng rồi ha mọi người ha. Rồi, xài có khoảng cho em từ ngày thứ 6 đổ đến ngày thứ 10, làn da mọi người sẽ bật thẳng cho em một tông một luôn. Rất là đẹp, và khi mọi người thoa kem vô tay của mọi người á, lỗ chân lông của mọi người sẽ được thu hồi nhỏ dần đi theo thời gian, và sẽ không có bị hấp thu bởi những cái chất ở bên ngoài thị trường và ở bên ngoài môi trường vào.
nhưng mà đẹp sâu thẳm từ bên trong nha mọi người nha. Nên chế nào của em có làn da chai lì, làn da nâu đen bẩm sinh, đặt hàng ngay cho em hộp kem body này. 299.000 là giá em niêm yết tung ra ngoài thị trường. Nhưng mà trong livestream như thế này, em tặng kèm cho mọi người luôn một hộp tắm trắng 299 tặng tắm trắng miễn phí ship. Lấy chị ly nước này, 299 tặng tắm trắng miễn phí ship cho mọi người. Chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi chỉ có trong livestream ngày hôm nay. Nên chế nào đặt hàng kem body này của em để sở hữu một làn da bao đẹp, bao xinh, bao sáng, để từ nay tới Tết mình mặc đồ đi chơi cho đẹp nè, mình mặc đồ đi chơi cho sang, cho xinh nè. Đặt hàng ngay cho em mọi người ạ. Chị nói rồi, em muốn mua đầm chị đang mặc thì em chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm cho chị đi. Xíu chị sale cho em sau em nha. Rồi chương trình ưu đãi này chỉ cho 20 đơn hàng đầu tiên đặt hàng cho em với cú pháp là kem body khoảng trống số điện thoại, địa chỉ nha mọi người nha. Kem body khoảng trống số điện thoại kèm cho em cái địa chỉ, nhân viên bên em sẽ gọi điện thoại gửi hàng cho mọi người nha. Hello Hạnh Phúc chọn em nè. Chào mọi người ơi, ai đang trong livestream này của Hải thì đặt hàng nhanh tay giùm em. Từ ngày em chuyển sang dùng skin white nè, em thấy da mình trắng hơn lên, da đẹp mềm mại hẳn ra luôn chị ơi. Cảm ơn em nhỏ Huy nha. Ok chị Võ Thị Duyên, một hộp kem body tặng tắm trắng miễn phí ship cho em nè. Rồi, một hộp kem này giá là 299 tặng tắm trắng miễn phí ship cho mọi người nha. Chia sẻ livestream cho em. Chất kem là chất kem yogurt, chất kem sữa chua rất là đẹp nha mọi người nha. Ok Khoai Minh, một hộp kem body tặng tắm trắng miễn phí ship cho em nha. À xài có khoảng ngày thứ 5 thôi là da mọi người đã bật tông rồi. Chất kem nè. Ok Hào Giúp Lào, một hộp kem body tặng tắm trắng miễn phí ship cho Hào Giúp Lào nha. Da mình dùng được một tuần rồi nè, đẹp và trắng lắm luôn. Cảm ơn Mai Nguyễn rất là nhiều nha. Kem của bên em rất là mịn mọi người. Ok Hồng Phương, một hộp kem body tặng tấm trắng miễn phí ship cho Hồng Phương nha. Chế nó đang trong livestream này của em thì đặt hàng nhanh tay đi giùm em nha. Còn 16 đơn hàng nữa thôi ạ. Xin chào bé Nguyễn Ngọc Thiện nè, em còn ở đó không em? Chất kem này, chất kem make up ngày nào em cũng thoa hết trơn á. Ok chị Phụng Đoàn Thị Kim, một kem body tặng tắm trắng miễn phí ship nha. Ok Thanh Vi nè, một hộp kem body. À Thiện ơi, hôm bữa em lấy của chị 50 hộp kem sỉ á, mà chị mới giao cho em có 30 hộp thôi. Còn 20 hộp chắc là chiều nay nhân viên bên chị sẽ giao sau cho em nha em nha. Đừng có gọi điện thoại la chị nữa, hôm bữa giờ nghỉ lễ Tết em ơi. Còn 20 hộp nữa thì ngày hôm nay chị giao luôn nha em nha. Tại hôm bữa chị không có dám giao hết cho em, tại vì có nhiều khách khác em nha. Rồi em theo chị 24 nha 24 hả? Ừ nhớ chia sẻ đi, về khách của em mua lại nha em nha. Giá sĩ em mà lấy nhiều chị bỏ nhiều cho em ha. Ok Thanh Vi, một kem body tặng tắm trắng miễn phí ship nè. Hello mọi người, chào mọi người đang xem livestream. Mọi người đặt hàng thì nhanh tay giùm em. Chương trình ưu đãi này chỉ có theo mọi người trong livestream ngày hôm nay thôi. Chị Thanh Thủ sắp xếp nhanh nhanh giúp em nhé, khách hối quá trời. Người ta dùng từ đây tới Tết là vừa. Ok em, ok em, chị sẽ tranh thủ nhất có thể cho em luôn nha. Em đặt hàng thì em chia em khách sĩ rồi thì em nhớ đừng có công bố giá sỉ ra trên like của chị nha em nha. Chị đang bán với giá siêu, với giá là 299 đó em ơi. Rồi mọi người ơi, mọi người khi mua 5 hũ trở lên thì sẽ có giá sỉ, nhưng mà khách hàng của bên em lấy 50 hũ trở lên là cũng sẽ có giá sỉ cho mọi người luôn. Ok chị Nguyễn Uyên, một kem body tặng tấm trắng miễn phí ship luôn ha. Đó, chất kem của bên em thoa siêu đẹp luôn, nghiện lắm mọi người ơi. Trước đây á, mọi người ơi, chương trình ưu đãi này chỉ có trong livestream thôi. Và chị nào mà mua hàng sỉ của em á thì thường thường hay inbox cho em lắm. Nên chị yêu nào của em đang trong livestream này của em á, chia sẻ livestream cho em nhiệt tình vào những hội nhóm cho em đi, để có chương trình ưu đãi, để có chương trình khuyến mãi cho mọi người nha. Ok Thái Trân nha em nha, một kem body tặng tấm trắng miễn phí ship nè. Mọi người thoa kem cho bên em, chất kem của bên em thấm đó mọi người ơi.
cho chị Hiền Huỳnh một kem body tặng tóc trắng miễn phí ship 299k luôn ha. Mấy tình yêu ơi, nhanh tay đặt hàng cho em nha, còn 20 đơn hàng cuối cùng nữa thôi là em kết thúc live stream là mình không được nhận tóc trắng miễn phí ship mấy chị ha. Thì thôi mình khùng quá. Đây mọi người ơi, nhìn giùm em nha mọi người nha. Nhìn cái tay này em chưa thoa kem nè, nó hơi sậm xuống một xíu, lỗ chân lông của nó cũng bự nữa. Nhưng mà tay bên này em đã thoa kem rồi nè mấy chế, nhìn giùm em. Rất là trắng mọi người nha, nhưng mà lỗ chân lông của nó bao mềm cho mấy chế luôn. Đó, nên chế nào của em á, đang trong livestream này của em nè, mà sở hữu có quá nhiều kem rồi, không trắng, không sáng, không bật tông được á, thì đặt hàng ngay cho em đi. Hộp kem body này tặng tấm trắng miễn phí ship cho mọi người nha. Trong ngay chương trình ưu đãi, trong đây chương trình khuyến mãi chỉ có trong livestream ngày hôm nay thôi. Đầm người ta không có mặt, người ta mang xuống này đi lau kem. Mình lau, mình lấy mấy cái đầm kem bây giờ mình giặt cho tôi nha. Ok, mỹ phẩm của SkinWise nè, xài rất là tốt, cải thiện làn da trắng mịn màng thôi. Cảm ơn tình yêu rất là nhiều, ok Huyền Huỳnh nha. Đây mọi người ơi, em giặt cho mọi người xem nè. Mọi người nghe tiếng của em giặt được. Hồi nãy em cũng vỗ chách chách trên tay luôn mà bây giờ em giặt nè. Không hề có mấy chế ơi, không hề có mấy chế ơi. Chị Canh luôn đi, một kem body tặng tấm trắng miễn phí ship 299k luôn ha. Đó, chị nào đặt hàng thì nhanh tay giùm em. Kem của bên em không bết rít, không vào mòn da, không làm mỏng da. Kem đẹp vô cùng luôn mọi người ha. Rồi, da của em lúc trước xấu lắm luôn, xài mỹ phẩm nào cũng không có đẹp nè. Xài mỹ phẩm bên chị hả, cảm thấy da mình cải thiện rõ luôn. Cảm ơn em rất là nhiều nha, Lâm Ngọc Tình nha. Xin chào mọi người đặt hàng nhanh tay giùm em. Chương trình ưu đãi thì chỉ có trong livestream thôi. Rồi, ok chị Thủy Nga, một kem body tặng tóc trắng miễn phí ship 299k luôn nè. Người ta Thủy Nga. Dạ, em ngồi sai em không thấy. Đẹp lắm mọi người ơi. Mọi người thoa kem xong mọi người vỗ nhẹ nhẹ như thế này nè, kem thấm vào da mọi người nha. Không bán giá gốc em. Ngày nãy yếu hơn. Rất là đẹp mọi người. Đó, rất là đẹp nha. Cực kỳ đẹp luôn. Xíu nữa em sale đầm tiếp mọi người ơi. Rồi, chế nào đang trong livestream của em thì nhanh chóng chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm cho em để có chương trình ưu đãi, để có chương trình khuyến mãi cho mọi người nha. Rất là đẹp luôn. Đầm này là đầm siêu xinh, siêu xỉ cho mọi người. À không, kem này là kem siêu xinh, siêu đẹp cho mọi người luôn. Chế nào mà đang trong livestream mà bỏ qua cơ hội này rất là đáng tiếc mọi người nha. À em ơi, đầm bên chị bán cho chế nào có chia sẻ livestream nhiệt tình vào những hội nhóm thôi. Đó, chất kem của bên em à. Ok chị Nguyễn Ngọc Nữ, một kem body tặng tấm trắng miễn phí ship 299k luôn nè ha. Ok, còn 10 đơn hàng cuối cùng để nhận kem body của bên em. Em có nguyên combo nào vì xài mê không thể thiếu. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Lần đầu tiên mình tin tưởng về sản phẩm SkinWise rất là ok. Cảm ơn Nguyễn Thanh Tâm nha. Chị ơi, cho em hỏi, da em giàu nhạy cảm lúc trước bị mụn nè, đang dần phục hồi, lâu lâu mới có một vài cục mụn thì vậy có thể sử dụng sản phẩm nào ạ? Ok em, chị tư vấn kem body xong chị sẽ hướng dẫn cho em kem mặt nha em nha. Rồi, chốt cho chị Khuê Minh một kem body tặng tấm trắng miễn phí ship luôn ha. Ok, chị Hào Giáp Hào một kem body tặng tấm trắng miễn phí ship luôn này, cảm ơn tình em nhiều ạ. Chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi chỉ có trong livestream. Nếu mà tất cả các tình yêu mà đã thấy em ở bên ngoài rồi thì thấy cái làn da của em rất là trắng. Tại vì sao? Từ khi mà em chuyển sang dùng SkinWise này thì làn da của em đẹp vô cùng mọi người ha. Đẹp vô cùng, rất là đẹp luôn. Đó, tại vì sao? Em không dám tự tin gương mặt của em đẹp đâu ạ. Nhưng mà em dám tự tin rằng là kem body SkinWise này của em á rất là đẹp, nó nuôi dưỡng làn da của mấy chế sâu thẳm từ bên trong. Tại vì sao? Được chiết xuất từ sữa ông chúa nè, vitamin E nè, serum kích trắng nè, collagen nè, đó làm đều màu da, làm sáng tông da, làm bật tông da mới chết vô cùng mọi người ha. Dạ rồi, em chúc chị Mai Nguyễn một kem body tặng tấm trắng miễn phí ship luôn ha.
không bết nước, không bào mòn da, không làm mỏng da mới chế. Chế nào đen trong livestream này của em á thì đặt hàng nhanh tay Cam Body, quan trọng số điện thoại tặng 8 trắng thì phí ship cho mọi người nha. Đó, nhanh chóng giùm em. Mọi người ơi, bây giờ em sẽ công bố một chị chơi mini game nữa nha. Ok. Con này giờ nó như mini mới đi đánh game về. Rồi chị nãy giờ mấy chị ta? Mấy chị? Mới có một chị hả? Rồi bây giờ em sẽ công bố chị tiếp theo may mắn mini game bên em ha. Đôi khi khùng lắm á nha. Chị này có tên Facebook là Nguyễn Yến Linh. Chị Linh ơi, chị còn trong live stream không? Ok, em thấy comment của chị Nguyễn Linh ha. Bây giờ chị comment vô cho em là số điện thoại kèm theo trúng thưởng cho em ha. Mấy chị ơi, mình nhanh tay chia sẻ livestream đặt hàng đi em. Chỉ còn 10 đơn hàng cuối cùng đó thôi, là em kết thúc livestream là mấy chị không có nhận được đăng nhập hay phí ship trong live này đâu ha. Không có một người hả chị? Ừ, thêm một người nữa đi em. Dạ có kem chị nám cho chị nha chị nha. Rồi, chị tiếp theo may mắn là chị Yến Phạm. Chị Yến Phạm còn trong live stream. Dạ đây nè má, không có tâm chút xíu nào á. Đi ra đi, khúc mắt đi. Rồi ok mọi người nè. Ok, chào Nguyễn Yến Nhi có trong live stream nha. Đúng là quảng cáo không có sai hả, sử dụng cực kỳ thích hợp. Đúng rồi, cảm ơn chị yêu nha. Mỹ phẩm xài đẹp giả mang công nhận tuyệt vời. Dạ đúng rồi. À em nói luôn cho mọi người nghe nha, kem của bên em mọi người đi tắm hồ bơi vẫn được mọi người nha. Mọi người đi tắm biển các kiểu vẫn được nha. Tại vì sao? Kem của em không hề bị trôi. Mở nhạc nhỏ lại đi em. Đây mọi người ơi, nhìn giùm em nha. Kem của bên em mọi người đi hồ bơi, mọi người đi tắm biển các kiểu cũng không hề bị trôi nha. Khi mà da mặt mấy chị trắng rồi mà da tay của mấy chị mà đen á, kỳ lắm. Mà đã trắng á, mà không có mềm mịn là còn kỳ hơn mấy chứ. Rất là đẹp nha, kem không hề bị trôi và khi mà em lau nè không hề bị dính miếng nào luôn. Còn em đắp kem lên tay là mấy chết cũng đủ thấy rồi. Kem của bên em thoa kem tới đâu là mềm mịn tới đó, trắng bật tông tới đó cho em luôn. Không hề bị trôi, không hề bị chảy kem mọi người nha. Rất là đẹp. Rồi kem cho mọi người luôn nè. Nó đẹp, hai tay nè đều màu nha. Khi em xịt nước lên da rồi á thì như thế nào ạ? Thì hả, kem của em cũng không hề bị trôi, không hề bị thấm luôn. Và tay nó cũng không hề bị xuống tông luôn. Mọi người xài kem trắng rồi muốn ngưng kem cũng không hề bị xuống tông là cái đầu tiên nè. Cái thứ hai mọi người đi tắm biển, đi hồ bơi các kiểu cũng không hề bị xuống nha. Rồi đó, nên là chị nào mà thích sở hữu kem body này của bên em thì yên tâm đặt hàng giùm em. Da của em lúc trước xấu ha, ok ok, bây giờ tư vấn mỹ phẩm kem mặt cho mọi người nha. Cho em hỏi, gần 600 chị đang xem live như thế này nè. Thì mấy chị ơi, da mấy chị có bị nám không ạ? Da mấy chị có bị rỗ không ạ? Da mấy chị có bị tàn nhang không ạ? Ok, chị Nguyễn Ngọc Phương, một kem body tặng tấm trắng miễn phí ship ha. Rồi, chốt thì Trần thì chốt một kem body tặng tấm trắng miễn phí ship luôn nè. Rồi mấy chị yêu của em ơi, trong những chị trong livestream ngày hôm nay nè, thì tất cả các chị yêu ơi, tay chị trắng và mặt chị bị nám hả? Ok chị luôn. Rồi gần 600 chị đang xem livestream này, thì mọi người ơi, mọi người à, da mọi người mà bị nám, bị tàn nhang, bị thâm do mụn để lại thì hãy sở hữu ngay cho em hộp kem này. Hộp kem này của em sẽ có công dụng là trị nám nè, trị tàn nhang nè, trị thâm do mụn để lại, trị những vết rỗ mà bị khô sần sùi trên da nha. Nên chế nào của em đang trong livestream của em ngày hôm nay, làn da của mình mà bị sần sùi hoặc là bị nám, bị thâm do mụn để lại, đặt hàng ngay cho em hộp kem mặt này. Hộp kem mặt này được chiết xuất từ sữa ông chúa, vitamin E, serum kích trắng, collagen. Nó sẽ có công dụng là làm đều màu da, làm sáng, bật tông da mọi người. Làm làn da mọi người đẹp vô cùng mọi người ha. Rồi, mấy chị có thể thấy được da mặt của em nè. Không hề nám, không hề tàn nhang, không hề có thâm để mụn lại.
Đó, nên là chế yêu nọc của em có làn da chai lì, làn da nâu đen bẩm sinh thì nhanh chóng đặt hàng ngay cho em. Chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi chỉ có trong livestream ngày hôm nay ha. Nên là chế nào đặt hàng thì nhanh chóng chia sẻ livestream giùm em. Hộp kem mặt này của em á là 290.000 đồng. Tặng cho mọi người một hộp tắm trắng luôn. Hộp tắm trắng này tắm được cho em 3 lần mọi người nha. Tắm trắng này bán ngoài thị trường với giá 119.000. Tặng kèm cho mọi người một hộp tắm trắng luôn. Nên chí nào mà đang xem livestream thì đặt hàng ngay cho em hộp kem mặt này, chỉ có 10 đơn hàng thôi. Kem mặt, số điện thoại, địa chỉ. Kem này sẽ có công dụng là chống nắng cho mọi người, tại vì nó có SPF 50 nè. Bảo vệ làn da mọi người dưới nắng mặt trời, dưới tia UV, dưới tia cực tím nè. Và chị nào có trong livestream thì hãy chia sẻ livestream cho em. Rồi có mã vạch nè, có mã code cho cả nhà chat luôn. Ok, chị Trần Thị chúc một kem face tặng tắm trắng miễn phí ship luôn ha. Rồi em chốt chị chúc Petronas một hộp kem face tặng tắm trắng miễn phí ship 290.000 luôn nè. Nhanh chóng giùm em mấy chế. Chương trình ưu đãi mấy chế, chương trình khuyến mại có trong livestream thôi, không đi đâu có đâu. Thì kem này có công dụng trị nám, trị tà nhang. Và da mặt chị nào sau khi sinh em bé rồi, da mặt nó sệ cơ xuống đúng không? Đặt hàng ngay cho em hộp kem này, không sệ cơ mặt mọi người nha. Nhanh chóng giùm em đi, chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mại chỉ có trong livestream ngày hôm nay thôi. Nên chế nào đang trong livestream này thì đặt hàng nhanh tay cho em. Chương trình ưu đãi này chị nào đặt hàng chị nhanh tay cho em nha. Rồi ok, một kem mặt cho chị Phụng Đoàn Thị Kim, một kem mặt cho chị Nguyễn Quyên. Rồi em ơi, công bố kết quả mini game luôn em ơi. Rồi chương trình ưu đãi của em ở trong livestream thôi, chế nào đặt hàng thì nhanh tay giùm em. Bây giờ em công bố kết quả mini game xong em sẽ offline luôn ha. Rồi em sẽ công bố hai chị cuối cùng may mắn trước mini game bên em hôm nay ha. Đâu có đâu em, tại dòng tiền vàng gì thôi. Rồi chị tiếp theo may mắn trước mini game bên em hôm nay là chị Yến Phạm. Chị Yến Phạm ơi, mình còn trong livestream không ạ? Sáng như vậy. Đổ cái tay gì hết. Có hết gì đâu. Chưa. Rồi. Em không có biết thằng chú gì chứ. Rồi em thấy comment của chị Yến Phạm ha. Bây giờ chị comment là trúng thưởng kèm theo số điện thoại cho em ha. Rồi chị tiếp theo may mắn trúng mini game bên em là chị có tên Facebook 3 chữ nha. Ok chị Na Trần một kem face tặng tấm trắng miễn phí ship ha. Rồi hết comment của chị Yến Phạm rồi nha. Rồi chị tiếp theo là chị Thiên Lãm Nhi. Chị Nhi ơi, mình còn trong livestream không ạ? Nhi ơi, em đâu rồi? Có người yêu chưa em? Ok, em thấy comment của chị Thiên Lãm Nhi ha. Em chúc mừng chị Thiên Lãm Nhi nha. Rồi, chị cuối cùng chúng mini game bên em là chị hôm nay chia sẻ livestream nhiệt tình nhất luôn nè. Chị Thanh Phương. Chị chia sẻ được 300 mọi nhóm. Tao cũng nào mà ghét kêu gọi lên 2.000 tới đây và... Ok, em chúc mừng chị Thanh Phương ha. Thấy comment của chị ha. Cả mấy à? Rồi chúc mừng mấy chị đã trúng thưởng mini game của em hôm nay ha. Lần sau mình nhớ ủng hộ chơi tiếp mini game của em nha. Rồi bye bye mọi người, hẹn mọi người vào live tiếp theo.